Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Ổn Trọng Sư Huynh. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lúc này đã là đêm khuya trăng sao thưa, mây mù trắng. Lý Trường Thọ suy tính ra con đường phía trước đôi phu phụ yêu tộc này lựa chọn. Cỗ đạo nhân giấy cảnh giới kim tiên này đi trước một bước, để lại trên đường đi một cỗ đạo nhân giấy bản cũ. Đợi con báo đen này chở thiếu nữ kia đi đến nơi đây, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ hóa thành thân hình một lão giả hơi mập, đi ra từ trong một gốc đại thụ, xuất hiện trong tầm nhìn của con báo đen với lớp bụi bay lơ lửng, mỉm cười. Đạo hữu, xin dừng bước. Đây chính là chuyện thứ nhất. Gọi một câu đạo hữu xin dừng bước đối với thân công báo, báo đen kia vội vàng dừng lại bước chân phi nhanh, suýt nữa lắc phu nhân của chính mình từ trên lưng ra ngoài. Đôi phu phụ yêu tộc này tựa như lâm đại địch. Thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên lưng báo đen, trở tay nắm chặt thanh dao găm, gương mặt xinh đẹp trầm xuống. Báo đen kia từ bò trên mặt đất đứng thẳng người lên, thuận thế hóa thành bộ dáng người trung niên nam nhân, ngăn thiếu nữ ở phía sau, tràn đầy cảnh giác nhìn về phía Lý Trường Thọ. Lúc này, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ cưỡi mây bay về phía trước, cười nhẹ lắc bụi bặm. Tại sao hai vị đạo hữu lại xuất hiện ở chỗ này? Lại muốn đi tới nơi nào? Đôi phu phụ này liếc nhìn nhau, trong mắt đều có một chút kinh nghi bất định. Vì lão giả tu vi khó lường này không đánh chết bọn hắn. Đạo hữu, báo đen tinh hướng về phía trước, chắp tay một cái nói. Hai vợ chồng tại hạ chẳng qua muốn đi qua nơi đây. Một là chưa từng hại người, hai không tham bảo vật, chẳng qua là muốn đi về phía nam thăm viếng. Thăm viếng? Lý Trường Thọ híp mắt cười khẽ lại hỏi. Vậy ngươi lại đến từ đâu? Có tính danh không? Chúng ta đều là sinh linh sơn giã tu thành hình người. Báo đen liếc nhìn phu nhân của mình, trong mắt mang theo vài phần ôn nhu. Ta gọi A Báo, nàng gọi Miểu Miểu. Vì tiền bối này, có thể bỏ qua cho chúng ta lần này hay không? Chúng ta thực sự không phải muốn đi đến Nam Thiêm Bộ Châu hại người, chẳng qua muốn chạy tới thăm viếng. Nữ yêu kia tiến về phía trước kéo ra cánh tay của báo đen tinh, không coi ai ra gì dựa sát vào người của chồng mình. Lý Trường Thọ, hắn bị thân tông báo cho ăn cơm chó. Hà Báo, đây thực sự là vị quân cờ, thánh nhân khuấy động phong vân tam giáo trong tương lai kia. Thánh nhân lão gia nhà mình để cho chính mình gặp gã, rốt cục là vì chuyện gì? Bất kể thế nào, trước tiên kết một mối thiện duyên với gã. Đạo hữu không cần khẩn trương. Trên người hai người cũng không có nghiệp chướng, ta không có lòng trừ yêu. Sở dĩ hiện thân gặp mặt với đạo hữu chẳng qua là cảm thấy đã từng quen đạo hữu ở nơi nào đó, có một loại cảm giác quen thuộc, đến cầm vật này. Trong lúc nói chuyện, Lý Trường Thọ lấy ra hai chiếc vòng tay túi chữ vật, trong đó có hai kiện tiên bảo trung phẩm, một chút linh thạch, dùng tiên lực giao cho đôi phu phụ báo đen này. Chuyện này, phu phụ A Báo lập tức quay mặt nhìn nhau, nhìn pháp bảo bay đến trước mặt, không biết nên tiếp hay không. Phu quân, Thủy Yêu Miểu Miểu kia nhẹ nhàng kéo cánh tay báo đen. Người đã đi rồi. Báo đen ngẩng đầu nhìn, phía trước đã không còn có bóng người. Do dự một phen, báo đen tinh vẫn cầm hai chiếc vòng tay lên, nhìn thấy bảo vật và linh thạch đặt bên trong, lập tức trở nên kích động. Phu nhân, chúng ta đã có pháp bảo để dùng. Ừ, đây cũng là thiện duyên kiếp trước của phu quân sao? Kiếp trước? Lý Trường Thọ trốn trong bóng tối, hai mắt tỏa sáng, cấp tốc bắt được mấu chốt từ đây. Chuyện này, ngược lại nghĩ không ra, ta bây giờ chỉ có thể nhớ một chút tri thức kiếp trước. Báo đen tinh than khẽ, trong mắt tràn đầy cảm khái. Nhưng vị tiền bối cao nhân này có thể đối đãi với ta như thế, còn nói nhìn ta quen mắt, lại không nói, cầu chúc cho hắn một cuộc sống bình an. Phu quân, Thủy Yêu Miểu Miểu kia vội vàng che miệng báo đen vội la lên. Ngươi vừa nói ra lời rồi. Báo đen sững sờ, lúc này mới nhận ra đột nhiên tự tát mình thật mạnh. Miệng của ta, sao luôn quên chuyện này? Dưới mặt đất, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ trên trán chậm rãi toát ra một dấu chấm hỏi. Tình huống gì đây?
Đúng vào lúc này, bản thể Lý Trường Thọ đang chữa thương trong mật thất dưới đất Tiểu Quỳnh Phong, oa phun ra một ngụm máu tươi, kinh ngạc nhìn sự chênh lệch đột ngột của tiên lực không khỏi ngạc nhiên. Chính mình làm sao đột nhiên thổ huyết? Đã bao nhiêu năm, hắn, một đệ tử nhân giáo, khắc chữ ổn vào trong xương tủy, lúc vận chuyển chu thiên chưa hề xảy ra nửa điểm sai lầm, bây giờ cũng đã là kim tiên, tại sao đột nhiên xuất hiện vấn đề thô thiển như vậy? Tiếp theo, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ liền nghe được nữ yêu kia của trách. Phu quân, cái miệng này của ngươi thế nhưng là không thể tùy tiện nói chuyện. Ngươi nói muốn sống với ta suốt quãng đời còn lại, ngày hôm sau liền cho nữ yêu tới cửa, nói là thanh mai trúc mã của ngươi trước kia. Ngươi nói chúng ta chắc chắn bình an vô sự, bất quá chỉ 3 ngày liền có đại yêu tới cửa, cưỡng ép chiếm động phủ của nhà chúng ta. Hay, người đó còn không bằng chửi vị tiền bối vừa rồi kia vài câu. Báo đen thở dài. Hai phu nhân, thần thông ngoài miệng này của ta, cố tình nói là cũng không có hiệu quả. Chỉ có thể nói trong lúc vô tình mới có tác dụng. Nghe đến đây, Lý Trường Thọ đại khái cũng hiểu được một chút. Không hổ là đại kiếp chi tử. Câu đạo hữu xin dừng bước kia cũng thực sự là không phải ai cũng có thể tùy tiện nói. Chỉ có vị báo gia này mở miệng ra mới có tác dụng. Nhưng Lý Trường Thọ vẫn chưa hoàn toàn tin, lập tức bắt đầu mới đợt thí nghiệm. Hắn chỉ đạo 2 vở kịch nhỏ ở phía trước. Vở kịch đầu tiên là 2 vị luyện khí sĩ nhân tộc đấu pháp đối chiến, thế lực 2 bên ngang nhau, như lưỡng bại câu thương vào thời khắc cuối cùng, từng người trọng thương không hề động đậy. Phu nhân báo đen tận mắt nhìn thấy một màn này, lại chẳng qua phối hợp né tránh, vẫn không có lòng tham bổ thêm một đao, ngược lại muốn đi đường vòng. Lý Trường Thọ thấy thế, lập tức làm cho 2 cố đạo nhân giấy này lần lượt giả chết, còn cố ý lộ ra chút bảo vật. Phu phụ báo đen thương nghị vài câu, mặc dù cũng không nỡ, nhưng vẫn cấp tốc rời đi. Chỉ một điểm tiếc mệnh này liền làm cho Lý Trường Thọ đánh giá khá cao. Vở kịch thứ 2, Lý Trường Thọ an bài đạo nhân giấy hóa thành mấy vị luyện khí sĩ nhân tộc đánh đén phu phụ báo đen, trực tiếp bắt phu phụ báo đen. Báo đen kia tức giận liền liên tục mắng to. Mà thương thế bản thể Lý Trường Thọ do bị thiên phạt đánh ra, lại ở bên trong những tiếng mắng này bắt đầu gia tăng tốc độ hồi phục. Thực sự là có tác dụng. Sau đó, một vị cao thủ toàn thân tản ra yêu khí, che mắt xuất hiện cưỡng chế đuổi đám luyện khí sĩ nhân tộc, cứu đôi phu phụ báo đen này, cho bọn hắn một chút đan dược. Báo đen mang ơn, lúc đang muốn mở miệng chúc phúc, thủy yêu kia kịp thời nhắc nhở, đánh gãy quá trình thi pháp của gã. Lần này Lý Trường Thọ nhạy bén bắt được một tia đạo vận lưu truyền. Thiên phú của con báo đen này không sai biệt lắm có thể xác định. Thiên đạo độc nãi, tuyệt đối là thiên đạo độc nãi. Lý Trường Thọ cẩn thận suy tư, vô luận cân nhắc theo phương hướng nào, chính mình cũng nhất định phải giữ một khoảng cách cùng với con báo đen này. Thần thông quỷ dị khó lường như vậy khó lòng mà phòng bị, tốt nhất chính là không để cho đối phương biết danh tính của mình. Có thể trốn xa, liền trốn thật xa. Có mệnh lệnh của Thái Thanh lão nhân, Lý Trường Thọ cũng không dám tùy tiện rời đi, liền âm thầm đi theo. Báo đen mang theo Thủy Miểu Miểu, trốn đông trốn tây, một đường hữu kinh vô hiểm, xuyên qua rất nhiều địa bàn tiên môn Đông Thắng Thần Châu, lại hao tổn nửa tháng đã tới đích di chuyển này của bọn hắn, một khu rừng rậm nào đó giao giới tại Nam Thiên Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Trung Thần Châu. Lúc này, Lý Trường Thọ cũng đã biết được báo đen là đến tầm bảo, tìm chính là một ít di sản kiếp trước lưu lại. Quá trình tầm bảo cũng coi như là thuận lợi. Báo đen bên trong thung lũng chính giữa khu rừng, tìm được một vách đá, tìm tòi một phen trên vách đá, mở ra một cánh cửa ẩn tàng, mang theo Thủy Yêu Miểu Miểu, tiến vào bên trong. Lý Trường Thọ liền nghe được, sau khi con báo đen kia tìm được một số lớn linh thạch và pháp bảo, vui vẻ hô một câu, phu nhân, sau này chúng ta có thể an ổn tu hành. Những linh thạch này đầy đủ cho chúng ta tu đến thiên tiên. Nhưng mà báo đen vừa dứt lời, tin tức của Lý Trường Thọ bắt được có mấy vị cao thủ yêu tộc đang bay tới từ phương hướng Nam Thiên Bộ Châu, bay trở về thung lũng này trong khi nói chuyện và cười đùa. Trong mật thất dưới đất Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ không nhịn được lấy tay đỡ trán, trong lòng thầm nói một câu bội phục. Sau đó linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, có lẽ thực sự có thể dùng miệng vàng của báo gia giúp thiên đình trừ yêu. Lại nói đến báo đen tinh vừa mới chúc phúc cho chính mình, liền có mấy vị yêu tộc cười nói trở về nơi đây.
Lý Trường Thọ núp trong bóng tối quan sát, liền phát hiện ra mấy vị yêu tộc chẳng qua trở về động phủ của chính mình, mà động phủ này được giấu trong thung lũng cạn này ở một nơi tương đối bí ẩn. Mấy vị yêu tộc này trong lúc vô tình liền phát hiện ra báo đen vừa mở ra động phủ, lập tức gửi lời chào thân ái đến hàng xóm của mình. Bọn hắn bắt thủy yêu, đánh báo đen, mắt thấy là sẽ nhục nhã thủy yêu kia ngay. Trước mắt báo đen, một làn gió nhẹ thổi qua. Mấy vị yêu tộc này trợn trắng mắt lên, trực tiếp ngã trên mặt đất, khí tức giải tán, yêu đan thất sắc. Chỉ là một đầu đại yêu cảnh giới thiên tiên mang theo mấy đầu yêu tộc cảnh giới chân tiên mà thôi. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ cảnh giới kim tiên, rất đơn giản liền. Dùng độc đan phối hợp với thuốc mê, làm gọi bọn hắn. Có thể không lãng phí tiên lực, tất nhiên là không lãng phí tiên lực. Đây là sách hướng dẫn của đạo nhân giấy. Sau đó Lý Trường Thọ dùng bộ dáng đảo thần tiên kia, cưỡi mây xuất hiện bên ngoài động phủ, cười vài tiếng ha ha. Báo đen lôi kéo thủy yêu miểu miểu kia ra ngoài, sau khi thấy Lý Trường Thọ hai chân khẽ cong quỳ xuống. Đa tạ tiền bối cứu giúp ta, đa tạ tiền bối cứu giúp, tiền bối ngài thực sự là... Ngậm miệng! Lý Trường Thọ cùng yêu nữ kia gần như đồng thời nghiêm nghị hét lớn. Báo đen run run, cười khổ không thôi. Lý Trường Thọ lại nói, cũng đừng có suy nghĩ chúc phúc bần đạo gì ở trong đáy lòng, bần đạo bạc mệnh, có một chút không chịu nổi. Con báo đen này lập tức dở khóc dở cười, chỉ có thể liên tục lễ bái. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, còn xin tiền bối đi vào nghỉ ngơi. Lý Trường Thọ bình tĩnh gật đầu, thấm thía nói, A báo, ta cứu được ngươi lần thứ nhất, có lẽ cũng có thể cứu được ngươi lần thứ hai, nhưng lần thứ ba, thứ tư lại không nhất định có thể cứu được tính mạng của ngươi. Bây giờ bần đạo liền rời đi, ngươi và phu nhân an tâm tu hành ở chỗ này, không cần thiết lại nói những lời kia. Hy vọng mọi việc suôn sẻ, chẳng bằng vào cước đạp thực địa, làm tốt từng kiện sự tình, nói nhiều hơn không bằng động thủ làm việc. Ngươi đã rõ ràng hay chưa? Báo đen rơi vào trong suy tư, sau đó là sâu sắc cúi đầu. Vãn bối đã rõ ràng. Tiếp đó Lý Trường Thọ dùng ánh mắt có chút phức tạp nhìn thủy yêu miểu miểu này. Trong đáy lòng cũng có chút buồn bực, liền hỏi. Bần đạo hơi nghi hoặc một chút, phu nhân ngươi vì cái gì? Hẳn là ngươi trong đáy lòng đối với phu nhân ngươi phần lớn là bất mãn. Tiền bối hiểu lầm rồi, vãn bối với phu nhân kia là bốp. Liền nghe một tiếng giòn tan, đầu báo đen tinh kéo theo thân thể bay về phía bên trái, thân hình từ đầu đến chân xoay tròn 36 vòng. Đầu ngón tay nhanh như huyễn ảnh kia duy trì động tác bạt tay dừng lại sau cùng, cũng là bình tĩnh thu về đặt bên trên váy của thủy yêu miểu miểu. Nàng có chút ngượng ngùng cười, thấp giọng nói, hồi bẩm tiền bối, không có gì khác, tay nhanh hơn miệng nói. Lý Trường Thọ, A báo bò lên rất nhanh, má phải sưng lên yên lặng xoa xoa khóe mắt. Khiến cho tiền bối ngài chê cười. Rất tốt. Lý Trường Thọ bình tĩnh gật đầu nói, bây giờ ta sẽ rời đi. A báo, ngươi cứ an tâm tu hành là được. Tiền bối, tiền bối. Báo đen tinh la lên điên thanh, lại gọi Lý Trường Thọ, sau đó có chút thấp thỏm. Tiền bối, ngài có thể nói một lời thật lòng với vãn bối. Ngài coi trọng cái miệng này của vãn bối hay không? Nếu ngài coi trọng, bởi vì ân cứu mạng vừa rồi, vãn bối chắc chắn sẽ bôi xấu. Lý Trường Thọ hét lớn một tiếng, chậm đã. Báo đen tinh nhanh chóng ngậm miệng, nuốt lời trở về. Bần đạo cũng không phải muốn ngươi hiệu chung, ngươi và bần đạo không tồn tại bất kỳ quan hệ gì. Lý Trường Thọ cân nhắc ngôn từ trong đáy lòng, cũng không phải mưu đồ ngươi cái gì. Bần đạo cũng biết cái miệng này của ngươi cố ý nói ra ngược lại không đinh nghiệm. Thực sự không dám giấu giếm, bần đạo chẳng qua cảm thấy thần thông của ngươi có chút hiếm lạ. Yêu tộc đại hưng, cần dạng lương tài như ngươi. Ngươi cứ an tâm tu hành ở chỗ này, dưỡng yêu ngàn năm, dùng yêu nhất thời. Ngươi tự nhiên sẽ có chỗ để tỏa sáng. Ngươi lại cầm những đan dược này đi, có thể giúp ngươi và vợ ngươi trong quá trình tu hành. Báo đen tinh lập tức cảm động không hiểu, vái một lần nữa với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ quay người muốn đi. Báo đen tinh hô to, tiền bối có thể để lại danh hào hay không? Liền nghe trong mây mù mờ mịt truyền đến một câu, bần đạo là khách thanh tu, ít hỏi chuyện thiên hạ, cứ gọi ta Lục Át đạo nhân. Báo đen tinh thấp giọng thì thào tán thán nói, Lục Át tiền bối chính là một vị không thể nói, không thể nói. Hừ, phu nhân, nhanh đi làm một tấm bài vị, viết lên danh hào của vị tiền bối này.
Ta mặc dù không thể mở miệng mong ước, không thể thực chất suy nghĩ, nhưng lập bài vị dâng hương mỗi ngày vẫn là có thể. Phu quân, Thủy yêu miểu miểu kia tiến về phía trước nói khẽ. Dựa vào thần thông trời sinh của phu quân, chúng ta phải chiếu cố cao nhân. Ngày tốt lành vẫn còn ở đó. Báo Đen Tinh kịp thời ngậm miệng nói. Trước tiên ta sẽ xử lý thi thể, phu nhân đi lập bài vị. Thủy yêu miểu miểu thấp giọng đáp ứng một câu, đôi phu phụ yêu tộc này lập tức bắt đầu bận rộn. Ở bên kia, Lý Trường Thọ tự nhiên vẫn chưa đi xa, nghe được con báo đen thành tinh này nói thì lập tức cười híp cả mắt. Hắn để lại hai cỗ đạo nhân giấy ở chỗ này, để sau này thuận tiện bảo hộ cũng như giám thị con báo đen tinh này. Trong đáy lòng hơi tính toán một chút sự tình thiên đình trừ yêu, lúc này thời cơ còn chưa tính là thành thực. Nói một câu không dễ nghe mà nói, chiến lực của thiên đình lúc này không cao lắm, thực lực tổng thể binh mã thậm chí không bằng tổng thể yêu tộc, làm sao mà trừ yêu. Yêu tộc biển sâu chẳng qua chỉ là một nhánh yêu tộc mà thôi. Lại trước đây liền bởi vì đại chiến long tộc hao tổn số lượng lớn cao thủ, cho nên mới có thể thu dọn dễ dàng. Nhưng Dư Nhật Yêu Đình chiếm cứ tại ranh giới Bắc Câu Lô Châu, Tây Ngưu Hạ Châu kia cũng không thiếu cường giả yêu tộc có thực lực mạnh mẽ thế hệ trước. Đối với bây giờ thiên đình mà nói vẫn là một cơn ác mộng khó khăn. Trừ yêu chẳng qua là một bước kế hoạch để thiên đình dương oai, chính mình kiếm công đức, mà con báo đen này sau này cũng được coi như pháp bảo người cấp chiến được. Sau đó liền lừa dối, liền bồi dưỡng cảm giác an toàn, tán đồng của con báo đen này đối với yêu tộc, làm cho báo đen bế khẩu thiền tu lại thành tâm đi đầu quân một ít yêu vương cường đại. Từ nội bộ, dùng nãi lượng phá tan con đê yêu tộc. Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, điều khiển hai cỗ đạo nhân giấy giám sát báo đen này, cách báo đen càng xa hơn một chút. Loại kiếm hai lưỡi này, chính mình có cẩn thận hơn cũng không đủ. Ở trên Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ bên trong quá trình truy tung con báo đen kia, nơi đây đã trở nên yên lặng. Linh Nga phi thăng, Lý Trường Thọ cũng không xem trọng. Dù sao thì nàng thiếu khuyết lịch duyệt, khuyết thiếu đau khổ. Trọng điểm là mặc dù dựa theo biện pháp của hắn để vững chắc đạo cơ, lại vẫn như cũ tồn tại rất nhiều khoảng cách và tì vết. Nhiều lắm cũng chỉ là có thể phi thăng cảnh giới chân tiên trung hậu kỳ. Nguyên bản, các loại hạc mục chúc mừng của Tửu Cửu chuẩn bị vì Linh Nga phi tiên thành công, nhưng bởi vì Linh Nga bế quan, tất cả đã bị hoãn lại. Ngược lại là Hữu Cầm Hiền Nhã cảm thấy áp lực, Linh Nga bắt đầu bế quan, nàng cũng bắt đầu bế quan, xem ra xác nhận không muốn tụt lại phía sau Linh Nga. Vào ngày này, Lý Trường Thọ vừa xử lý tốt sự tình báo đen, liền khai lò luyện đan ở bên trong đan phòng, phân tích. Chữ đi kia. Thủ đoạn của thánh nhân lão gia tuyệt không phải chính mình lúc này có thể nghĩ. Kỳ thực chính mình không cần suy nghĩ nhiều, thánh nhân rốt cục muốn để chính mình làm gì. Thánh nhân nhảy ra gông xiềng đại đạo, ngồi trên bờ đê dòng sông năm tháng, nhìn sinh linh không ngừng bàng hoàng trong bể khổ, sự tình bọn họ thấy cùng với sự tình sinh linh lý giải đều không giống nhau. Tâm tư cuối cùng lúc này của Lý Trường Thọ cũng chỉ có thể làm ra giả thiết như thế này. Chỉ cần lúc ấy chính mình trực tiếp tiếp xúc với báo đen, vô luận làm ra loại lựa chọn nào, là tính tình báo đen cũng tốt, hay là sử dụng báo đen, hoặc lại là giết báo đen cũng tốt, đều sẽ dẫn đến tuyến đường mà thánh nhân thấy. Trong đáy lòng chính mình vô luận làm ra loại suy đoán nào, tính toán nào, chỉ cần thánh nhân lão gia không trực tiếp can thiệp, đã nói là không có làm chênh lệch hướng đi phát triển mà thánh nhân định ra. Đề tài là như thế nào trở thành một quân cờ ưu tú của thánh nhân, mà bàn cờ này, khi nào ta mới có thể nhảy ra ngoài. Không cần làm người đánh cờ gì, trốn rất xa liền đã rất tốt. Ở bên trong đan lô, ta muội chân hỏa giảm bớt hơn phân nửa uy lực không ngừng nhảy lên. Mấy viên bảo đan trong đó đã ở ranh giới thành hình. Mấy thân ảnh bay tới từ Phá Thiên Phong, Lý Trường Thọ hơi suy tư, tiếp tục chuyên chú luyện đan, đóng cửa đại trận bên ngoài đan phòng. Mấy viên bảo đan này đang là tráng thần đan, luyện chế cho Hùng Linh Đị, dùng để bù đắp thiếu hụt nguyên thần không đủ bẩm sinh của Vu nhân tộc, làm cho thực lực của nàng có thể mau chóng tăng lên.
Bây giờ, đại đội trưởng bảo vệ của Tiểu Quỳnh Phong ngược lại đã trở thành tồn tại có thực lực đếm ngược thứ ba. Chuyện này ít nhiều có chút không hợp lý. Tiện thể nhắc tới, đếm ngược thứ nhất tất nhiên là Tử Vũ Thi. Sư phụ nhà mình đã không còn là hạng chót. Vong tình thượng nhân tới mây, Giang Lâm Nhi đi theo ở bên cạnh. Tử Ô đứng ở phía sau cùng nhau đi tới đan phòng Tiểu Quỳnh Phong. Giang Lâm Nhi hô, Trường Thọ, đang luyện đan sao? Sư Tổ, Tổ sư bá, con xin đi vào chờ đợi một chút. Lò đan dược này của đệ tử đã sắp luyện xong. Lý Trường Thọ ấm giọng nói, Vong tình thượng nhân cũng mỉm cười gật đầu. Đối với việc Lý Trường Thọ không lựa chọn hủy đan dược mà nghênh đón bọn họ, biểu thị có chút ít thưởng thức. Y mặc dù là kim tiên trong môn phái, nhưng cũng không có gì rất ghê gớm lắm. Rất nhanh, Lý Trường Thọ thu hồi một lô hỏa, từ từ mở ra một khe hở đối với nắp lò đan. Một chút mùi thuốc tràn ra, rồi đậy nắp lại để cho đan dược lắng đọng trong đó đôi chút. Xoay người lại, Lý Trường Thọ vái chào. Đệ tử thật thất lễ. Không sao. Phú quý thượng nhân khoác tay, Tử Ô bên cạnh đã là chuyển đến hai cái ghế để cho sư phụ sư nương ngồi xuống. Giang Lâm Nhi hắng giọng cười. Tiểu Trường Thọ, lần này ta tới đây là để nói về việc Linh Nga tu hành với ngươi. Cố ý gọi theo hai vị đồ đệ này, chủ yếu là vì để cho ngươi an tâm, đừng lừa dối bản sư tổ. Lý Trường Thọ nghiêm mặt. Sư tổ nói quá lời, đệ tử làm sao dám lừa dối ngài? Nhiều lắm cũng chính là an bài đôi chút. Tử Ô bên cạnh cười hăng hắc, bày ra bộ dáng xem kịch. Vong tình thượng nhân mở miệng. Lúc Linh Nga độ kiếp, ta đang bế quan tu hành, không có nhìn thấy. Nghe Lâm Nhi nói, nàng chính là độ cửu trọng thiên kiếp. Phải. Vậy còn ngươi? Vong tình thượng nhân bình tĩnh hỏi một câu, trong mắt lộ ra mấy phần thần quang bức người. Lý Trường Thọ khẩn trương thấp giọng. Tư chất đệ tử dường như không bằng sư muội. Thật sao? Giang Lâm Nhi bắt chéo chân cười. Ta không tin. Xem ra ngày hôm nay sư tổ Giang Lâm Nhi muốn tới hỏi lai lịch của mình. Loại kịch bản này cũng không khó phá giải. Lúc bọn họ nói đạo lý, chính mình nói cùn. Bọn họ nói cùn, chính mình nói đạo lý là được. Tổ sư bá, sư tổ. Lý Trường Thọ. Đệ tử do sư phụ nuôi lớn, một lòng tu hành. Bây giờ, dù có là có chút thành tựu, cũng không dám quên ân sư. Sư tổ ngài cũng có thể cảm thụ được. Từ khi sư tổ ngài về núi, đệ tử không có nửa điểm hành động làm nguy hại sư môn. Đạo cơ của Linh Nga thâm hậu như vậy đúng là do đệ tử bên cạnh dốc lòng dạy bảo, càng là dùng các loại đan dược vô cùng chân quý không dễ kiếm. Đệ tử thực sự không cầu cái gì, chỉ cầu Tiểu Quỳnh Phong thường ninh, chỉ cần tiên lộ thân hữu bên cạnh bình an. Viên cửu truyền kim đan kia lúc này còn ở chỗ của Linh Nga, bởi vì sau khi Linh Nga độ kiếp không thể gặp sư huynh. Những lời này cũng là chân tình thực lòng, thực sự khiến cho Giang Lâm Nhi lộ vẻ mặt áy náy, làm cho Vong tình thượng nhân hơi xúc động. Đạo nhân lùn Tử Ô bên cạnh càng ngửa đầu thở dài, vành mắt cũng đều có chút phiếm hồng. Trường Thọ, đừng nói về chuyện đó. Giang Lâm Nhi ôn nhu, ta biết ngươi hết lòng vì Tiểu Quỳnh Phong, vì sư muội sư phụ, nhưng ngươi cũng đã nghĩ nát lòng. Nhưng lời nói xoay chuyển, Giang Lâm Nhi lộ ra mấy phần mỉm cười giảo hoạt. Hôm nay chúng ta không phải hỏi đến trình độ tu luyện của ngươi thế nào. Ngươi sáng mắt không làm sự tình lén đút. Ngươi trông thấy vị kim tiên trong môn phái bên người ta này không? Ta tới là để thực hiện hứa hẹn, trói ngươi lại ném vào trong phòng Đinh Nga. Trong lúc nói chuyện, Giang Lâm Nhi ưỡn ngực thẳng đầu, còn vỗ ngực phanh phanh rung động. Giang Lâm Nhi ta nói lời giữ lời, đã nói việc này, như thế nào cũng phải làm thành mới được. Vong tình thượng nhân chậm rãi gật đầu nói. Sự tình phu nhân ta nói, ta giúp đỡ hết sức. Tử Ô lấy ra một sợi tiên thằng cười nói, Trường Thọ người xem, ta cũng rất khó khăn, dù sao cũng là sư nương dặn dò. Tốt cho một chiêu chỉ đông đánh tây, khiến cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá như vậy cũng không làm khó được hắn. Lý Trường Thọ nhướng mày đột nhiên khẽ ổ một tiếng. Trưởng môn, sao ngài lại tới đây? Vong tình thượng nhân, Giang Lâm Nhi Tử Ô đồng thời quay đầu nhìn lại. Bàn chân Lý Trường Thọ điểm nhẹ, thân hình hóa thành một tia khói xanh thi triển thổ độn trong nháy mắt, đảo mắt liền chui vào bên trong đại trận ở bên ngoài. Mà Tử Ô cũng lập tức nghe được một tia truyền âm.
Sư bá, ngươi phàm là có chút nhớ khí, liền chủ động xin đi đuổi theo ta. Vong Tình thượng nhân cười khẽ, vị tiểu đệ tử này vẫn trơn trượt như thế. Là sư phụ, đệ tử sẽ tiến hành đuổi theo. Tử Ô hét lớn một tiếng, không đợi sư phụ sư nương gật đầu, đã là cầm tiên thằng vội vàng xông ra. Vong Tình thượng nhân đang muốn cùng nhau tiến về phía trước, đã thấy trên mặt đất có một túi cẩm nang thêu chữ hỷ, liền đưa tay chụp lấy cẩm nang. Bên trong là một viên đan dược, hẳn là do trước đây Lý Trường Thọ vội vàng chạy không cẩn thận làm rơi. Lâm Nhi, chúng ta cũng đi. Phu quân. Thình lình nghe Giang Lâm Nhi bên cạnh ôn nhu một câu, hai cái tay nhỏ liền khoác lên cánh tay của Vong Tình thượng nhân. Hai mắt Giang Lâm Nhi có chút mê loạn thấp giọng. Chúng ta về trước đi, tạm thời tha cho hắn một lần. Lâm Nhi, ngươi sao thế? Mau dẫn ta trở về, dùng độn pháp của ngươi. Vong Tình thượng nhân lập tức có chút không rõ cho lắm, lại theo lời làm theo. Hai người hóa thành một ánh đỏ, đảo mắt liền bay về Phá Thiên Phong. Trong trận pháp bên ngoài đan phòng, Lý Trường Thọ cùng với Tử Ô cùng nhau dò xét tham quan. Tử Ô buồn bực hỏi một câu, đó là đan dược gì? Đó là một loại linh thức đan tên là Tâm Hỏa Thiêu. Lý Trường Thọ lạnh nhạt, nếu như người thương của chính mình cầm sẽ hoàn toàn không có sức chống cự. Tử Ô không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, linh đan thật lợi hại. Lý Trường Thọ lấy ra hai bình đan dược. Đây là tam phẩm linh đan loại cố bổn, hiệu quả gấp 3 độc long tử, trọng điểm là dược tính có thể phát tán liên tục. Sản phẩm mới, dùng tiết kiệm, bảo mật. À, đã rõ. Tử Ô vỗ tay ra tiếng, tiếp nhận đan dược, lập tức mừng rỡ cười ra tiếng. Lần này đi theo sư phụ và sư nương tới, thực sự không kém so với mong đợi của y. Sư phụ sư nương dễ dàng bị dẫn đi, Trường Thọ sư điệt sẽ còn cho chính mình tạ lễ. Quá diệu, quá diệu. À, Trường Thọ à? Sư bá chờ một lát. Lý Trường Thọ hơi nhíu mày, đột nhiên có chút tâm huyết dâng trào. Bấm tay suy tính, thần niệm buông xuống bên trong miếu hải thần An Thủy Thành, thấy được một vị thanh niên áo trắng quen thuộc, không khỏi than nhẹ một tiếng. Sau khi đại miếu tại An Thủy Thành bị Ngưu Đầu Mã Diện sau khi bị Tu La tộc phá hủy, liền thuận thế tiến hành một đợt sửa chữa mở rộng. Bây giờ quan hệ giữa hải thần cùng với Long tộc đã không phải như lúc ban đầu. Long tộc vì biểu đạt sự cảm kích đối với hải thần đã trực tiếp vận dụng công tượng Long tộc cùng với đông đảo lính tôm tướng vua ở dưới sự gia trì của tiên lực pháp lực, vẹn vẹn hao tổn nửa tháng, liền xây dựng xong công trình mang tính bước ngoặt của An Thủy Thành, Tân Đại Miếu Hải Thần. Quy mô đại miếu đã tăng gấp mấy lần, càng thêm trang nghiêm túc mục, lại nhiều hơn thêm mấy phần tráng lệ. Long tộc dựa theo an bài của Lý Trường Thọ đổi chủ điện thành kiểu tam tiến. Tiền điện là Hải Thần Điện, có tượng Hải Thần, tượng Đại Hộ Pháp, trụ chân Long Hộ Pháp, vân vân. Khách hành hương đến bái Hải Thần, sau khi vòng trái vòng phải, liền có thể tiến vào bên trong điện càng thêm trang nghiêm. Trong đó treo cao bức họa của Lăng Tiêu Bảo Điện, vị thiên đế tam giới không thấy rõ khuôn mặt kia ngồi thẳng bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Sau khi bái bức họa thiên đế lại đi vòng, liền tiến vào hậu điện, nơi đây bố trí đơn giản, chỉ có một bức thái cực đồ treo chính giữa. Lý Trường Thọ cũng đang nghĩ tới trực tiếp vẽ bức họa thánh nhân bên trong độ tiên môn, nhưng lại sợ phàm nhân va chạm thánh nhân, cho nên chẳng qua là dùng thái cực đồ đại biểu cho đạo thừa nhân giáo. Sau thái cực đồ mới là miếu hải thần chân chính chủ yếu, nội dung đường đặt bút tích của thánh nhân cùng với một số tiêu uy năng của thái cực đồ. Lúc này thanh niên áo trắng kinh động thần niệm của Lý Trường Thọ kia đang đứng một mình trong góc, thưởng thức những bức tranh do đại sư Long tộc vẽ treo trên tường. Đông đảo khách hành hương đến đây bái tế cũng đều sẽ vô thức bỏ qua sự tồn tại của y, sẽ không dùng ánh mắt quấy rầy. Mà thần sứ, người coi miếu nơi đây trước đây đều theo sự dặn dò căn dặn của Lý Trường Thọ, gặp được thần tiên dị nhân cũng sẽ không ngăn cản nhiều. Tâm tình của thanh niên áo trắng hiển nhiên không tệ. Sau khi đến nơi đây, y cười bên khóe miệng liền chưa từng rút đi. Bởi vì bên trong hệ thống lưu truyền ra chuyện xưa của Hải Thần Giáo trong 10 năm đây, nhân vật thiên đế được tuyên dương nổi bật. Hiện nay khách hành hương đến miếu hải thần bái tế, phần lớn sẽ đi vào trong điện bái tế thiên đế. Không chỉ có như vậy, nội dung những tranh vẽ trên tường này cũng rực rỡ hẳn lên. Từ hải thần như thế nào, đều đổi thành thiên đế ra lệnh cho hải thần như thế nào,
như thế nào. Tất nhiên, đây là những ấn bản lịch sử hoang dã gây nghiện và thú vị như chuyện phải nói giữa Hải Thần và Tây Nhai Vương Quả Phụ. Không có khả năng đổi thành Thiên Đế ra lệnh Hải Thần nói chuyện cùng với Tây Nhai Vương Quả Phụ. Phải chú ý đến chi tiết mới hiển lộ ra dụng tâm. Thanh niên áo trắng đang xem hứng khởi, một tia truyền âm đến từ hậu đường, mang theo vài phần cảm giác vội vàng. Tiểu thần bái kiến bệ hạ. Thanh niên áo trắng nghe tiếng quay người, thấy được lão thần tiên gầy gò quen thuộc kia. Lý Trường Thọ bưng phức trần, bước nhanh mà đến, không để ý đến những khách hành hương đang kinh ngạc. Thần sứ đang kinh ngạc kia trực tiếp vái chào với thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng khoác tay truyền âm. Trước mặt phàm nhân, không cần đa lễ. Lý Trường Thọ lại nhẹ nhàng nhíu mày truyền âm. Bệ hạ, ngài như thế nào chân thân đi xuống rồi? Thiên đình vô sự, đi xuống một chút. Ngọc Đế khẽ nói, chuyển sang một nơi thanh tịnh trò chuyện với nhau. Lý Trường Thọ nghiêng người làm dấu mời Ngọc Đế đi tới hậu đường. Vào giờ phút này, tiên thức của Lý Trường Thọ tra xét rõ ràng, mới phát hiện ra trên không trung xa xa có vài đám mây trắng ngừng lại. Là Đông Mộc Công mang theo một số lớn binh mã thành thành thật thật chờ ở phía trên. Hẳn là bị Ngọc Đế hạ lệnh, không thể đi theo. Ngồi vào chủ vị hậu đường, thần sứ tay bưng trà thơm tới. Lý Trường Thọ tự tay dâng trà, tất nhiên là không dám thất lễ. Ngọc Đế cười nói, tòa thần miếu này của Ái Khanh càng ngày càng tốt. Lần trước có tà ma xâm lấn, làm hỏng tòa thần miếu này, cũng do Long tộc hỗ trợ tu sửa. Lý Trường Thọ mỉm cười đứng ở một bên, hơi hạ thấp người, thế đứng ngoài lòng, trong trật. Ồ, đây là có chuyện gì? Là Tu La tộc. Lập tức Lý Trường Thọ nói rõ chi tiết sự tình Tu La tộc đến phá nhà lần trước. Ngọc Đế nghe một hồi liền nhíu mày. Đúng là nên nhíu mày. Tu La tộc, yêu tộc, hồng mông hung thú. Góc huyền thế lực Tây Phương giáo triển lộ càng ngày càng nhiều. Nếu không luận thực lực thánh nhân lão gia cùng với chênh lệch giữa đệ tử thánh nhân, dàn khung chỉnh thể của Tây Phương giáo đã vô cùng khổng lồ. Mà những góc viền thế lực này vẫn là quân cờ Tây Phương giáo có thể tùy ý bỏ qua, tất cả đều bị hủy diệt cũng không đả thương đến gân cốt của Tây Phương giáo. Ngọc Đế thở dài. Nếu để Tây Phương được long, thiên đình chúng ta chỉ sợ sẽ vĩnh viễn không có tác dụng, vạn hạnh là có Trường Canh người tường trợ. Lý Trường Thọ cười nói, bệ hạ, tiểu thần vẫn chưa làm cái gì, bất quá là thiên đình đắc thế hưng khởi, bệ hạ nhập chủ tam giới. Là do Thái Thanh sư huynh trông nom mới đúng. Ngọc Đế lại cười vài tiếng, lập tức liền nhẹ nhàng chớp đôi mắt với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ không khỏi có chút nhíu mày, chớp mắt vài lần đáp lại. Ngọc Đế gật đầu, lại trừng mắt nhìn. Lý Trường Thọ cúi đầu trầm ngâm đôi chút, trong đáy lòng bất đắc dĩ một hồi. Lần này Ngọc Đế bệ hạ đi xuống đúng là vì gây phiền phức cho vị Lục Áp kia. Hơn nữa là có chút tự tin, chỉ cần tìm được Lục Áp liền có thể tiện tay bóp nát. Chuyện này... Ngọc Đế bệ hạ nói. Trường Canh Ái Khanh không bằng mang ta đi thị sát Tứ Hải. Bệ hạ, ngài làm sao có thể tùy tiện mạo hiểm? Ngọc Đế áo trắng cười khẽ nói. Sao thế? Ái Khanh cảm thấy hẳn là trong đại chiến yêu vu thượng cổ, yêu hoàng thiên đình chẳng qua chỉ trốn trong thiên cung. Chuyện này... Lý Trường Thọ hơi trầm ngâm, trong đáy lòng là không chịu được nói thầm một câu. Tiểu báo báo thiên đạo độc nãi nãi mạnh vậy. Vừa mới bái tế bài vị của vị Lục Áp đạo nhân, Ngọc Đế bên này liền đích thân hiện thân muốn gây phiền phức cho Lục Áp đạo nhân. Nếu điều này cứ tiếp tục, đại khái đại kiếp phong thần chẳng phải sẽ thay đổi một kịch bản lần nữa. Bệ hạ. Lý Trường Thọ truyền âm. Tiểu thần cả gan, có đôi câu gián ngôn. Bệ hạ, ngài muốn thị sát sự khó khăn của sinh linh, thể nghiệm và quan sát nỗi lo lắng của tam giới. Đây là tấm lòng thương xót của ngài. Tiểu thần là chính thần thiên đình, vốn không nên ngăn cản. Nhưng quan hệ đến uy nghi thiên đình và bệ hạ, quan hệ đến sự an ổn của tam giới, càng quan hệ đến sự vận chuyển của thiên đạo. Xin bệ hạ đặt sự an toàn của bản thân lên trên hết, coi trọng đại cục tam giới. Ngọc Đế Á Trắng cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị đáp ứng một tiếng, trong đáy mắt phần lớn là thoải mái dễ chịu. Ngọc Đế lại nói,
Nếu như thế, vẫn không cần chậm trễ, chúng ta lập tức khởi hành. Lý Trường Thọ cười nói, bệ hạ là muốn lịch sự tao nhã một ít hay là muốn chính thức một ít? Tìm Dương Nhiệt yêu tộc kia chẳng qua chỉ là một trong số đó. Ta cũng muốn đi ra ngoài ngắm cảnh cho đỡ chán. Ngọc Đế cười, không bằng tìm một chiếc thuyền nhỏ cùng đi với sóng, tự tại yên vui. Lý Trường Thọ không người đính mệnh, xin Ngọc Đế bệ hạ chờ đôi chút, lập tức bảo thân sứ đi bố trí. Đợi Lý Trường Thọ mang theo Ngọc Đế đi dạo một hồi tại An Thủy Thành, cưỡi mây đay bay tới bến cảng bờ biển. Nơi đó đã có một chiếc thuyền gỗ dài chừng 10 trượng dừng lại. Trên đó có mấy vị lão nhạc sĩ, mấy vị hồng vũ cơ bên trong An Thủy Thành đang chờ. Cùng lúc đó, mây trên không trung, Đông Mộc Công dùng tiên thức nhìn chăm chú xuống phía dưới, lập tức thở dài. Tín hệ bệ hạ tín nhiệm nhất hải thần, rõ ràng là bần đạo đến trước. Các vị bên cạnh bệ hạ đổi thành người khác. Cho tới bây giờ chỉ có người mới cười, có ai nghe được người cũ khóc. Liền nghe một đạo truyền âm lọt vào tai. Mộc Công, đừng có đứng, Ngọc Đế muốn chèo thuyền du ngoạn vui đùa tại Tứ Hải. Người nhanh chọn mấy vị thiên tướng tu vi cao thâm thay đổi quần áo đi đến đây bảo vệ trái phải. Lúc này không tranh công, vậy còn chờ đến khi nào? Đông Mộc Công chấn động tinh thần, thầm khen một tiếng. Hải thần đúng là huynh đệ của bần đạo. Lập tức Mộc Công điểm ra mấy vị thiên tướng, từng người thay đổi trường bào đoản sam đi về hướng mặt biển. Chờ bọn họ đi trên con đường phía trước thuyền gỗ, đợi thuyền gỗ đi đến nơi đây. Đông Mộc Công hành lễ thỉnh tội, thuận thế cũng liền xem múa hát trên thuyền gỗ, làm cận vệ cho Ngọc Đế. Thần lực của hải thần Lý Trường Thọ ngày hôm nay rốt cục cũng có công dụng, lái thuyền. Bản thể bên trong độ tiên môn xa xa, nguyên thần nắm chặt thần quyền trí bảo hải thần. Đạo nhân giấy lập tức cũng được thần lực hải thần gia trì. Một luồng nước biển huy động bao bọc chiếc thuyền gỗ này, hơi trôi nổi ở phía trên mặt biển. Lúc bay nhanh vô cùng bình ổn, người trên thuyền cũng sẽ không phát giác ra được bất luận sóng gió gì. Trong khoang thuyền, những nhạc sĩ phàm tục kia dụng tâm tấu nhạc, vũ cơ nhanh nhẹn nhảy múa cũng không làm mất đi lễ độ của mình. Tất cả mọi người đều có hộ khẩu tại An Thủy Thành, ai còn chưa thấy qua mấy vị lão thần tiên, huống chi bọn họ còn cho thêm tiền. Khoang thuyền mặc dù coi như cũng rộng rãi, nhưng dù sao cũng chỉ là vật dụng thế gian, không quá đặc biệt. Ở trong khoang thuyền chính chỉ có một chiếc bàn thấp, Ngọc Đế ngồi chủ vị, Lý Trường Thọ cùng Đông Mộc Công ngồi ở hai bên trái phải, cũng chỉ có thể bảo trì khoảng cách nửa trượng cùng với mấy vị vũ cơ kia. Lý Trường Thọ cũng biết Ngọc Đế cũng không phải là xuống để dạo chơi, mà là vì chờ kế sách của mình có chút nóng này, đích thân hạ phàm đi gây phiền phức cho Lục Áp đạo nhân. Cho nên chiếc thuyền lao vùn vụt dọc theo bờ biển, chạy tới Tây Hải. Tối thiểu nhất cũng phải đi đến nơi gặp được Lục Áp đạo nhân lần trước. Bồi bệ hạ, ý tứ. Trên đường, Ngọc Đế cùng với hai vị trọng thần của chính mình này nói tới mấy vị thiên tướng tương đối tích cực gần đây, sắp xếp để họ được thăng chức. Lúc bọn họ nói chuyện, những nhạc sĩ vũ cơ kia chỉ có thể cảm giác được vài vị thần tiên này đang cười trò chuyện, lại không cách nào nghe được bọn họ đang nói cụ thể cái gì. Vốn dĩ chủ đề ở giữa ba vị quân thần thiên đình này cũng còn tính là bình thường, nhưng không biết tại sao, nói lấy nói để, chủ đề nên bị dẫn tới trên người Vương Mẫu Nương Nương. Trường Canh. Ngọc Đế hơi nhíu mày. Gần đây Vương Mẫu cố ý tổ chức thịnh yến bàn đào tại Giao Chỉ. Lần này không giống với những lần trước, muốn mời một ít tiên nhân tam giáo. Đây cũng là một phần tâm ý của Vương Mẫu, muốn mượn sự tình thịnh yến bàn đào, làm cho thiên đình chúng ta nhiều thêm một chút phân lượng trong mắt tiên nhân tam giáo. Ngươi cảm thấy việc này thế nào? Việc này... Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, cẩn thận suy nghĩ. Hắn rất muốn nói một câu việc này không ổn. Mời tiên nhân tam giáo đến thiên đình hưởng dụng bàn đào. Đối với thiên đình mà nói, chỗ tốt chỉ có hai phương diện. Hơi gia tăng chút thiện cảm của tiên nhân tam giáo với thiên đình. Hơi gia tăng cảm giác tồn tại của thiên đình trong thiên địa. Nhưng lại đầy rẫy rủi ro. Lúc này phần lớn tiên nhân tam giáo đều không để thiên đình vào mắt. Cảm thấy thiên đình bất quá chỉ do đạo môn lập ra. Ba vị thánh nhân lão gia đều ở phía trên thiên đình.
Nếu như thiên đình quá chú trọng hình thức, đề cao vị trí thiên đế, sẽ rất dễ dàng chọc giận một ít đệ tử thánh nhân tam giáo. Chỉ cần có một chút ngôn ngữ mỉa mai, việc này coi như là làm chuyện lớn. Chớ nói chi là còn tồn tại ngụy đại lão như Nhân Đăng đạo nhân có khả năng muốn nhìn thiên đình cùng với đạo môn trở mặt. Lý Trường Thọ: Bệ hạ, tiểu thân cảm thấy thời cơ vẫn còn chưa thành thục. Hồ Ngọc Đế cười nói: Vậy Trường Canh, ngươi cảm thấy khi nào mới là thời cơ tổ chức thịnh yến bàn đào? Vậy dĩ nhiên là muốn chờ đào chín, cướp đoạt, khỉ sinh. Đùa thôi. Đây cũng không phải chuyện có thể nói ra. Phần đất phong hầu Long tộc Tứ Hải, nâng cao uy danh thiên đình. Lý Trường Thọ nói: Tiểu thần cảm thấy khi đó mới có thể xem như thời cơ chín muồi. Ngọc Đế nghe vậy hai mắt tỏa sáng, gật đầu nói phải. Đông Mộc Công bên cạnh thì thành thành thật thật nghe, cũng không có dự định phát biểu gì. Lý Trường Thọ lập tức cùng với Ngọc Đế cẩn thận nói về bước phát triển kế tiếp của sự tình Long tộc. Lúc này bọn họ đã nắm giữ được một bộ phận chủ động, không cần nhất định phải chờ Tây Phương giáo ra chiêu. Nhưng việc này không thể quá gấp, từng bước vững chắc mới là lựa chọn tốt nhất. Tiếng nhạc bất tận, ăn uống linh đình. Chiếc thuyền này được thần lực hải thần của Lý Trường Thọ gia trì, rất nhanh điện bay qua chỗ ngặt Tây Nam Ngũ Bộ Châu tiến vào Tây Hải. Ngọc Đế đang trò chuyện vui vẻ cùng với Lý Trường Thọ đột nhiên nhíu mày, cười nói: Trường Canh, ở 36.000 dặm phía hướng Tây Bắc, nơi đó giống như có mấy vị long tử đang vui đùa. Vừa vặn thừa dịp cơ hội này, ta đi xem một chút đức hạnh của mấy vị long tử, thái tử long tộc thế nào. Lý Trường Thọ cười gật đầu, trong đáy lòng lại là nói thầm một hồi. Long tử tụ hội, vì sao việc này Ngao Ích chưa từng nói với chính mình? Lúc này cũng không phải thời điểm nghĩ chuyện này, Lý Trường Thọ lập tức điều chỉnh phương hướng chiếc thuyền gỗ tiến về phương hướng Ngọc Đế nói tới. Mà Ngọc Đế cũng rất hào hứng. Đến, sau đó ta cùng Đông Mộc Công điền ra vẻ phụ thần của ngươi. Ngươi chớ có làm lộ thân phận của ta. Sau này đã muốn dùng Long tộc, làm sao cũng muốn tìm kiếm thực chất bọn hắn, nắm chắc tâm lý mới được. Lý Trường Thọ giải thích: Bệ hạ, Long tộc đến từ viễn tổ, gánh vác nghiệp chướng, phần lớn tộc nhân mơ mơ màng màng, mà mấy vị thái tử Long tộc là nghiêm trọng nhất. Căn cứ theo sự hiểu rõ của tiểu thần, Ngao Ích xem như là có động lực nhất bên trong thái tử Long tộc. Ngao Ích quả thực là một hạt giống tốt, ngày sau có thể có tác dụng lớn. Ngọc Đế bệ hạ gật đầu nói một câu, sau đó liền thúc giục Lý Trường Thọ đổi chỗ ngồi. Lý Trường Thọ kiên trì ngồi xuống, Ngọc Đế lập tức che giấu khí tức của bản thân, thu lại uy nghiêm thiên đế, công đức không hiện, khí vận không lộ. Ngọc Đế lại yêu cầu Đông Mộc Công hóa thành diện mạo một trung niên nam nhân mới tiếp tục nói chuyện phiếm cùng với Lý Trường Thọ. Vị bệ hạ này thuần túy chính là hạ phàm tản bộ, thuận tiện xem thử có thể gặp được Lục Áp hay không. Việc này hắn cũng không giúp được long tộc cái gì, đều phải dựa vào biểu hiện của mấy vị long tử này như thế nào. Nếu như vừa vặn gặp được tình huống khó coi gì, như vậy cũng sẽ không giúp long tộc. Dù sao thì sự tình long tộc nhập thiên đối với thiên đình, long tộc mà nói xem như là một cuộc hợp tác cả hai cùng có lợi mà thôi. Thuyền gỗ phi nhanh, hơn 30.000 dặm vội vàng mà qua. Từ xa chỉ thấy một chiếc tàu vỏ sò từ biển khổng lồ với đường kính hàng trăm trượng nổi trên mặt biển. Bảo quang lấp lánh trên đó, hải nữ nhảy múa thanh đàn, tiếng nhạc tung bay trăm dặm. Từng vị tiên giao binh xếp ở ngoài hàng mặt rìa, hướng mặt ra biển cả, khuôn mặt trang nghiêm. Ở bên cạnh chiếc tàu bò sò có mười mấy chiếc bàn thấp với các món ngon và rượu ngon. Xung quanh đều có mỹ cơ vần quanh, hơn 10 vị thanh niên, trung niên khuôn mặt người, uống rượu trò chuyện ở chỗ này, đã có một chút hành vi phóng túng. Chúng ta thực muốn đi. Lý Trường Thọ nhỏ giọng hỏi một câu. Đi. Ngọc Đế bệ hạ híp mắt cười truyền âm. Ái Khanh mau thả khí tức ra, xem bọn hắn phản ứng ra sao. Đây là thuộc về câu long phải không? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thở dài, cũng không làm gì khác hơn phát tán ra khí tức thần lực của chính mình, khiến cho bọn hắn chấn động một chút. Tuy nhiên, cú giật mình này đã thực sự đánh ra một con cá lớn. Ở bên cạnh bàn thấp của mấy vị long tử,
Một khuôn mặt thanh niên tuấn tú vươn người đứng dậy, trong đôi mắt tinh quang nở rộ, khí tức cắt cao khóa chặt trên người Lý Trường Thọ, tiếng nói xuyên thẳng vạn dặm. Hải thần chủ động tìm tới, thực sự là cho ta bớt đi không ít tâm tư. Khí tức quen thuộc này, tiếng nói mang theo sự ngạo nghễ này. Lý Trường Thọ hơi nhíu mày, đã nhận ra tên gia hỏa này. Hồng mông thú, kim thiền sáu cánh. Hải thần, có nguyện ý bàn bạc lại với ta một lần? Chuyện này là sao? Lục Áp đạo nhân còn chưa nhìn thấy bóng dáng, lại ngoài ý muốn ra một vị kim tiền tử. Vốn dĩ hộ tống Ngọc Đế ra ven biển đã là biến số ngoài kế hoạch của Lý Trường Thọ. Hắn nghĩ đến việc không thể cắt đứt sự hào hứng của Ngọc Đế. Hơn nữa bên trong tam giới cũng không ai dám thực sự từ chối Ngọc Đế, liền cùng nhau ra ngoài dạo chơi. Nhưng hôm nay, phương hướng phát triển làm sao lại bất ổn như thế? Long tử tụ hội, người phương Tây ẩn nấp ở chỗ này. Trong này khẳng định là có vấn đề. Tâm niệm của Lý Trường Thọ cấp tốc chuyển động, đã có quyết đoán truyền âm với Ngọc Đế trong khoang thuyền. Bệ hạ, người này là cao thủ Tây Phương Giáo, danh hào Kim Thiền Tử, đã giao thủ mấy lần cùng với tiểu thần trong vài chục năm gần đây. Lần này Long Tử tụ hội ở này chắc chắn bị gã tính kế, bị chúng ta đụng ngoài ý muốn. Lúc này tiểu thần cũng không biết cụ thể gã tính kế cái gì, nhưng tất nhiên có quan hệ cùng với sự tình Long tộc. Ngọc Đế bình tĩnh truyền âm. Ái Khanh, coi như ta không có ở chỗ này, ngươi nên ứng đối ra sao? Liền ứng đối như thế. Nếu bệ hạ ngài không có ở chỗ này, tên gia hỏa này dù có đến miếu hải thần nhảy thoát y, cũng đều không thấy được tiểu thần. Bất quá, trong đáy mắt Ngọc Đế có chút kích động, Lý Trường Thọ cũng không tiện nói thẳng những điều này. Suy nghĩ cẩn thận, vị bệ hạ này kỳ thực cũng chỉ là muốn ở trong giai đoạn đại sự thiên đình này có một ít cảm giác tham dự mà thôi. Tiểu thần lĩnh mệnh. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng truyền âm căn dặn đối với Đông Mộc Công. Sau đó nếu như xung đột nổi lên, nhất định phải yểm hộ Ngọc Đế bệ hạ ngay lập tức. Thực lực của cố đạo nhân giấy này của hắn chỉ có hạn, liên thủ cùng Đông Mộc Công chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Kim Thiền Tử. Hơn nữa nơi đây có không ít binh mã Long tộc, lập trường của những Long tộc này còn chưa quyết định. Sau đó nếu thực sự đánh nhau, tám thành Ngọc Đế sẽ ra tay che chở hai vị chính thần thiên đình bọn hắn. Mặc dù Ngọc Đế đã biết rõ thực lực bọn hắn, nhưng thái độ nhất định là phải có, tư thế nhất định phải đạt điểm tối đa. Lý Trường Thọ ra hiệu cho mấy vị vũ cơ tạm thời nghỉ ngơi, bảo nhạc sĩ dừng tấu nhạc, bưng phất trần bước ra khỏi khoang thuyền. Đông Mộc Công khẽ khom người dừng tay làm dấu mời, Ngọc Đế âm thầm trừng mắt liếc y một cái. Cái eo của Đông Mộc Công vội vàng thẳng thắp, lộ ra nụ cười hiểu rõ với Ngọc Đế. Cứ như vậy ba người đứng trên mũi tàu, Lý Trường Thọ lay động thần lực, đi tới nhanh như điện chớp. Ngọc Đế bệ hạ truyền âm cười. Trường Canh Ái Khanh, bình thường gặp địch thủ như vậy, ngươi sẽ ứng đối ra sao? Thực lực của hóa thân tiểu thần có hạn, không am hiểu đấu pháp, phần lớn đều làm ra một chút chủ ý. Lý Trường Thọ cũng không quay đầu truyền âm. Vị kim thiên tử này tâm ngoan thủ lạt, bản thể chính là hồng mông mông thú. Bây giờ lại được thánh nhân phương Tây thưởng thức, dường như đang muốn thu làm đệ tử. Mà gần đây rất nhiều sự tính toán của phương Tây đều ở trên sự tình Long tộc xuất ra từ tay của y. Nếu như ngày hôm nay có thể lưu ý ở nơi đây, tất nhiên là không thể tốt hơn. Tốt. Trong ánh mắt Ngọc Đế bệ hạ tỏa ra ánh sáng. Hôm nay, liền để cho ta kiến thức một phen, Ái Khanh của ta đấu trí cùng với cường nhân phương Tây như thế nào. Cái trán của Lý Trường Thọ treo đầy đường vạch đen. Hắn nói nhiều như vậy kỳ thực cũng là muốn nói, nếu xử lý Kim Thiền Tử này ở phía Tây Phương Giáo chắc chắn sẽ cảm thấy đau lòng. Tuy nói một vị Kim Thiền Tử cũng không đáng giá cho Ngọc Đế bệ hạ tự mình ra tay. Nhưng rõ ràng là có thực lực trực tiếp chém giết địch thủ, lại muốn núp phía sau xem kịch. Chuyện này ít nhiều có chút, không quá thận trọng. Mà thôi, ai bảo đây là Ngọc Đế bệ hạ, một tiểu thân tứ giai như mình, nhiều chuyện ít công đức, người khác nghỉ ngơi, ta tăng ca, xuất binh toàn bộ nhờ vào vãi động thành tiên. Đấu trí thế nào? Còn đấu trí như thế nào? Lý Trường Thọ bắt đầu âm thầm gọi người. Đầu tiên là thần niệm buông xuống bên trong miếu hải thần, câu thông mấy lần cùng với ngọc tượng sát vách, rất nhanh liền liên hệ với Ngao Ất,
Bảo Ngao Ất lập tức mang theo cao thủ long tộc có thể tìm tới, mau chóng chạy tới chỗ Tây Hải này. Ngao Ất đáp ứng một tiếng, Lý Trường Thọ chặt đứt thần niệm. Ngay sau đó, phái một cỗ đạo nhân giấy bộ dáng thiếu nữ từ dưới mặt đất An Thủy Thành chạy tới ranh giới Nam Hải. Bất quá chỉ đảo mắt, một con cá xuất hiện trong nước biển, Lý Trường Thọ liền truyền âm với con cá. Con cá này là khô lỗi của Văn Tịnh đạo nhân. Lý Trường Thọ cũng không giải thích nhiều, chẳng qua bảo Văn Tịnh đạo nhân nếu có cơ hội liền đi một chuyến đến Tây Hải, không thể trực tiếp bại lộ thân hình mà bí mật truyền âm với hắn trước. Làm xong những điều này, Lý Trường Thọ liền bắt đầu suy nghĩ hắn nên kéo dài thời gian như thế nào mới có thể chiếu cố mặt mũi chính mình vào uy nghi của thiên đình, tiện thể còn muốn cho Ngọc Đế bệ hạ cảm thấy trận này còn rất đẹp. Loại sự tình này, chú ý chính là một câu hợp tình hợp lý, ngoài ý liệu. Xem ra nhất định phải sử dụng một tia ngạo mạn và hội chứng tuổi dậy thì bên trong bản tính của Kim Thiền Tử kia. Lúc còn cách mấy ngàn dặm, Lý Trường Thọ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh đùng khẽ vẫy vất trần. Kim Thiền Tử thấy thế lập tức cười đến híp cả mắt, dường như hơi có chút đắc ý. Vào giờ phút này, ở trên thuyền vỏ sò, mấy vị Long Tử đứng dậy, thân sắc cũng đều khác nhau. Thái tử Long Cung Tây Hải, Nam Hải cười nhạt một tiếng bất sở vi động. Đại Thái tử Long Cung Bắc Hải có chút buồn bực, coi như cũng bình thường. Đại Thái tử Ngao Giáp Long Cung Đông Hải vào giờ phút này có chút thấp thỏm, nhíu mày nhìn Kim Thiền Tử đột nhiên đứng dậy, trong đáy mắt càng mang theo vài phần nghi hoặc. Tên gia hỏa lộ hung tính ra ngoài này xuất hiện từ chỗ nào? Ngao Giáp có thân hình thon dài, khuôn mặt anh tuấn nhưng ham mê tửu sắc, quanh năm khiến cho dáng người gầy gò, đứng trên thuyền giống như là một mỹ nhân mặc áo bào, cặp sừng trên đỉnh đầu cũng không được tính là trong suốt. Lúc này Ngao Giáp thấy Hải Thần lộ ra sắc mặt khó coi đến từ phương hướng đông nam, lại gặp cao thủ đột nhiên toát ra, hô hào Hải Thần có nguyện ý bàn bạc với ta một lần. Cảm thấy cẩn thận suy nghĩ, Ngao Giáp đã rõ ràng chút gì đó, hắn là bị người bố cục. Mặc dù ngày bình thường Ngao Giáp sống phóng túng qua ngày, nhưng cũng không phải là người ngu dại. Biết phụ vương nhà mình lựa chọn con đường nào, vào giờ phút này đã quyết định thật nhanh. Hải Thần ca ca! Ngao Giáp mở miệng la lên một tiếng, lộ ra mấy phần vội vàng, càng là trực tiếp vượt qua Kim Thiền Tử đi ra bên ngoài ngàn dặm nghênh đón Lý Trường Thọ. Thấy thế, Kim Thiền Tử hơi nhăn lông mày lại, chắp tay sau lưng, ngón tay lại thêm một thanh đoản đao lá liễu mỏng như cánh ve, trong mắt lộ ra hút chút hung ác. Lý Trường Thọ nhạy bén bắt được tiểu động tác của Kim Thiền Tử, hai mắt nhíu lại lạnh nhạt nói: "Ngươi dám?" Trên khóe miệng của Kim Thiền Tử phác họa ra một tia mỉm cười, ngón tay phía sau vừa muốn gảy nhẹ, động tác đột nhiên dừng lại. Sát ý thật dày đặc. Chợt nghe vài tiếng rồng gầm, ba đạo thân ảnh lóe ra từ trong nước biển, nhưng không có mang theo nửa điểm bọt nước, hiện hiện hình tam giác, ẩn ẩn vây quanh Kim Thiền Tử. Đây là ba vị lão giả đầu rồng, khí tức trầm ổn, uy nghiêm bất phàm. Lân giáp trên mặt hiện lên huyết sắc nhàn nhạt, trên người càng có một tầng hiệp chướng, mắt trần có thể thấy là bao vây. Chiến Long Viễn Cổ. Lúc này, sắc mặt Kim Thiền Tử bắt đầu thay đổi. Hải Thần đột nhiên đến đây, long tộc mai phục, cao thủ như thế. Xem ra, kế hoạch ngày hôm nay của gã sớm bị Hải Thần cùng với long tộc nhìn thấu. Vì cái gì? Chính mình mưu tính hồi lâu, mở ra đối riêng, âm thầm dùng bí pháp Tây Phương Giáo ảnh hưởng tâm thần Đại Thái Tử Long Cung Tây Hải, chuẩn bị lấy làm điểm đột phá để từng bước xâm chiếm thế hệ tiếp theo của Long Tộc. Long Tộc vô cùng coi trọng sự kế thừa của các hậu bối. Chỉ cần chính mình khống chế hơn phân nửa thế hệ Long Tộc tiếp theo, lại phối hợp với các phương diện khác tạo áp lực cho Long Tộc, lo gì Long Tộc không ngã. Nhưng mà kế hoạch này vừa bắt đầu tiến hành, ngày hôm nay thật vất vả mới đưa tới ba vị Thái tử Long Cung Nam Hải, Long Cung Đông Hải, Long Cung Bắc Hải, lại thuận thế tìm tới mấy vị nối dòng trọng thần của Long Cung. Gã âm thầm ra tay, lúc này vừa mới đả động hai vị Long Tử không trọng yếu, Hải Thần đã chạy tới đây. Quả nhiên, không hổ là tồn tại có thể khiến cho nữ vương mỗi tộc liên tục ăn thiệt thòi. Kim Thiền Tử đối mặt với sự bao vây của ba vị cao thủ Long Tộc lại là hoàn toàn không sợ, vẫn cười to vài tiếng rồi tán thán nói: "Hải Thần, ngươi thắng rồi." "Hả?" Trong đáy lòng Lý Trường Thọ mặc dù tràn đầy dấu chấm hỏi, nhưng mặt ngoài vô cùng bình tĩnh, tùy ý cười cười,
trong mắt mang theo một chút xem thường. Phía sau hắn, Ngọc Đế cùng với Đông Mộc Công liếc nhìn nhau. Trong đáy mắt Đông Mộc Công tràn đầy tán thưởng, mặc dù hoàn toàn không rõ Hải Thần đã làm được bằng cách nào, nhưng lúc này tuyệt không thể để cho bệ hạ nhìn ra chính mình không hiểu. Ngọc Đế cũng lộ ra nụ cười thản nhiên, như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của chính mình. Đại Thái tử Long Cung Đông Hải đã bay đến trước mặt Lý Trường Thọ. Phía sau cũng có nhiều thêm một vị lão giả đi theo, vái chào thật sâu với Lý Trường Thọ. Hải Thần ca ca, ngày hôm nay giáp suýt nữa trúng tính toán của người khác, nhờ có Hải Thần ca ca chạy đến kịp thời. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu hỏi lão giả kia: mấy vị vì sao ở chỗ này? Lão giả Long tộc kia vội vàng nói: hồi bẩm Hải Thần, là nhị thái tử đi tìm chúng ta, nhờ chúng ta đến đây hộ vệ đại thái tử. Nhao giáp cười: nguyên lai Hải Thần ca ca sớm đã sắp xếp xong xuôi. Việc này thực sự không phải do hắn an bài, hắn là ứng đối Ngạo Ất làm ra. Lý Trường Thọ bình tĩnh: còn xin các vị động thủ, bắt đầu hung thú này lại. Được. Lão giả đầu rồng kia ôm quyền trả lời, quay người phát ra một tiếng rồng gầm rung trời. Ba vị cao thủ Long tộc vây quanh Kim Thiền Tử đồng loạt ra tay. Kim Thiền Tử cầm đao cười khẽ, thân hình quỷ dị biến mất không thấy gì nữa tại chỗ. Lúc xuất hiện một lần nữa đã ở phía sau Thái tử Long Cung Bắc Hải, có chút mở mịt. Một thanh dao găm cánh mỏng đặt trên cổ Thái tử. Cùng lúc đó, mấy lưỡi đao hơi mỏng xuất hiện phía sau cổ Thái tử Tây Hải, Nam Hải. Ba vị Long Thái tử bị chế trụ trong nháy mắt, ba đầu chiến long viễn cổ đành phải dừng thân hình lại. Thấy tình huống này, Ngao Giáp ở phía xa ngoài ngàn dặm lập tức trốn sau lưng lão giả đầu rồng, nhìn về nơi xa thông qua bả vai của lão giả đầu rồng. Kim Thiền Tử ánh mắt đảo qua các nơi, vẫn chấn định tự nhiên. Hiển nhiên trước đây đã tính toán kỹ phương pháp thoát thân như vậy. Gã cười: bần đạo am hiểu Nazi, có tốc độ cực nhanh. Các vị muốn giữ ta chỉ sợ là có chút phiền phức. Hải Thần, không bằng chúng ta nhân cơ hội này bàn bạc một lần nữa. Sau lần trò chuyện với Hải Thần trước đây, luôn cảm thấy bị lời nói của Hải Thần làm lệch lạc, chưa thể biểu đạt suy nghĩ trong đáy lòng. Lý Trường Thọ lạnh nhạt: ta không có gì để nói với ngươi, Kim Thiền Tử, ngươi thực có can đảm giết ba vị điện hạ này. Phương Tây các ngươi là muốn Long tộc nghe lệnh, hay muốn Long tộc không chết không thôi cùng với các ngươi? Hải Thần chỉ sợ là đã hiểu lầm. Kim Thiền Tử lãnh đạm nói: bần đạo bất quá chỉ là tu khách sơn giã, không quan hệ cùng với phương Tây Linh Sơn. Phải không? Lý Trường Thọ lạnh nhạt: lời thề đại đạo của đạo hữu lần trước vẫn còn đang quanh quẩn bên tai ta. Bây giờ làm sao không dám nhận chỗ dựa sau lưng rồi? Hay là đã bị đuổi ra khỏi cửa? Nực cười! Kim Thiền Tử quát lạnh một tiếng, lần này ngược lại cẩn thận hơn rất nhiều, cũng không tiếp tục biện bạch. Đúng vào lúc này, Lý Trường Thọ nghe được một tia truyền âm, tiếng nói cười vũ mị mềm mại lại mang theo một chút khiếp nhược, có chút cố ý tạo ra cảm giác hòa mỹ. Đại nhân, Nô Gia đã đến, ngài có thể truyền âm với con linh ngư bên trong biển kia, lúc này Nô Gia đang trốn ngoài ngàn dặm. Thì ra, Văn Tịnh đạo nhân đã chạy tới. Một đoạn thời gian không có liên hệ, như thế nào xưng hô cũng thay đổi. Lý Trường Thọ lập tức truyền âm đối với con linh ngư kia dặn dò: sau đó nếu cảm thấy Kim Thiền Tử chạy đi, ngươi điền thừa cơ cứu gã một phen, nhớ không được triển lộ thân hình của bản thân. Sau đó nếu như Kim Thiền Tử không trốn thoát được, ngươi điền không cần hiện thân, cũng làm như chính mình chưa từng tới đây bao giờ. Văn Tịnh đạo nhân lập tức truyền âm trả lời: Nô Gia tuân mệnh đại nhân, Tây Phương giáo cũng có cao thủ âm thầm trốn nơi đây, còn xin đại nhân cẩn thận một chút. Lý Trường Thọ nghe vậy ngược lại là mỉm cười, điểm này trước đây đã có cân nhắc. Vừa ăn bài tốt Văn Tịnh đạo nhân, lại nghe Kim Thiền Tử cất giọng: Hải Thần, vì sao dừng ở bên ngoài 600 dặm? Không phải là sợ đó chứ? Nếu như bần đạo đoán không nhầm, Hải Thần lúc này vẫn là dùng hóa thân. Sao mà đến ngay cả khí phách ngồi trò chuyện cùng bần đạo cũng đều không có? Phép khịch tướng. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói: luận đạo cùng với ta đều đã anh hùng, ngồi uống rượu với ta không phải đạo trích. Phản khích tướng. Tốt cho một câu đều là anh hùng. Kim Thiền Tử châm chọc nói: nếu nói đến đạo trích, hai người phía sau ngươi lại là người phương nào?
Nhìn khí tức bọn hắn thường thường, mang theo một chút thiên đình công đức, bất quá cũng chỉ là tiểu thần thiên đình mà thôi. Như thế nào, bần đạo hẳn là ngay cả bọn họ cũng không bằng. Nghe lời ấy, Đông Mộc Công hét lớn một tiếng. Người! Ngọc Đế mỉm cười đánh gãy lời nói của Đông Mộc Công, cũng không nói thêm gì, chẳng qua đang lặng lặng mà nhìn Kim Thiền Tử. Lý Trường Thọ trực tiếp mắng. Hoàng đường, nực cười, Kim Thiền Tử. Người lấy thần thông luận anh hùng, lại không biết bần đạo nói tới hai chữ đức hạnh và khí chất. Nhìn hành vi này của ngươi, lúc lấy tính mạng của ba vị điện hạ để áp chế, còn muốn ngồi đàm đạo cùng với bần đạo. Có thể nói là không có chút liêm sỉ nào, làm sao lại không dám đảm đương nổi hai chữ đạo trích kia. Tốt cho một cái hải thần, nhỏ mọn, răng sắc, bần đạo nói không lại ngươi. Trong mắt Kim Thiền Tử nở rộ hung quang, vừa mới nói xong ánh vàng phun trào, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ba vị chiến long viễn cổ kia gần như đồng thời huy quyền đối với nơi nào đó trong không trung. Không gian rung chuyển, đám mây vỡ nát nhưng lại không thu được gì. Một vị chiến long đột nhiên hét lớn. Hải thần, coi chừng! Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nổi lên báo động, trên mặt biển bên ngoài trăm trượng quỷ dị xuất hiện một vòng xoáy màu đen, trong đó bắn ra luồng ánh sáng vàng yếu ớt. Ngay ở trong một cái chớp mắt này, Lý Trường Thọ bên trái, Đông Mộc Công bên phải cùng nhau vọt tới ngăn trước người Ngọc Đế. Lý Trường Thọ giang hai cánh tay, Đông Mộc Công phấn đấu quên mình, sắc mặt hai người đều là thấy chết không sờn, chỉ kém được trực tiếp gọi vài tiếng hộ giá. Cái trán của Ngọc Đế treo đầy vật đen, suýt nữa trực tiếp đánh bay phụ tá đắc lực của chính mình. Dựa vào sự che lấp của Lý Trường Thọ cùng Đông Mộc Công, Ngọc Đế nhẹ nhàng điểm ngón tay một cái. Một chùm ánh sáng trắng từ trên xuống dưới bao bọc đạo nhân giấy Lý Trường Thọ. Liền nghe vài tiếng đinh đinh nhẹ nhàng vang lên. Sáu lưỡi đao mỏng màu vàng bị ánh sáng trắng nhẹ nhõm cản bay. Trong mắt Ngọc Đế lại bắn ra hai luồng ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng này giao hội ngưng tụ thành một thanh cự kiếm chém vào bên trong vòng xoáy. Bên trong vòng xoáy truyền ra một tiếng rên, có một thân ảnh mơ hồ nhẹ nhàng rung động. Tiếp đó cùng với vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn một vệt máu tươi vẩy xuống từ không trung. Lời nói có chút hung lệ của Kim Thiền Tử truyền đến từ bốn phương tám hướng. Chưa từng nghĩ tới trong thiên đình lại là ngọa hổ tàng long. Ngày hôm nay bần đạo lĩnh giáo, giấu má không lộ, ám tiễn đả thương người. Đạo hữu không phải là anh hùng, chỉ là tiểu nhân đạo trích. Lý Trường Thọ bí mật quan sát sắc mặt của Ngọc Đế bệ hạ, trong đáy lòng hơi run rẩy. Vị huynh đệ này còn cười, cười cái gì? Ai, ngự đệ, ca ca, cuối cùng biết vì cái gì? Vào thời điểm ngươi chuyển thế đi lấy kinh, sẽ bị đại tướng thiên đình nào đó không muốn bại lộ danh tính, ấn chết 9 lần. Ánh sáng trắng bao phủ hai mắt Ngọc Đế, nhìn chăm chú lên phương hướng nào đó trên không trung, truyền âm đối với Lý Trường Thọ. Có người tiếp ứng giúp gã chạy trốn. Bệ hạ, người tiếp ứng gã là ai? Một nữ tử, lai địch hẳn là hung thú. Lý Trường Thọ cười. Bệ hạ cảm thấy nữ tử kia như thế nào? Ái khanh đừng đoán mò. Ngọc Đế nghiêm mặt. Ta và Ngô sư muội chính là một cuộc hôn nhân làm gương giữa thiên địa, không thể làm sự tình lỗ mãng cản rỡ. Lý Trường Thọ, lời này của bệ hạ thật đúng là không thể bình phẩm. Rát. Linh dịch trong suốt rơi xuống từ thạch nhũ, rơi trong ao nhỏ trong vắt. Tại ranh giới ngũ bộ châu, sâu trong lòng đất, trong một đám nham động tản ra quang mang 7 màu, Kim Thiền Tử xếp bằng bên cạnh đinh ao, sắc mặt trắng bệch, trường bào nhuốm máu, toàn thân căng thẳng, thỉnh thoảng run rẩy, nụ cười mang trên khóe miệng mang theo một chút miễn cưỡng. Gã đang sợ. Nói đùa cái gì, đường đường là hồng mông hung thú, bản thể là kim thiền 6 cánh, thiên phú thần thông không gian, bị phương Tây thu phục vẫn là bởi vì thánh nhân đích thân ra tay bắt giữ. Đó có thể gọi là sợ không? Gã chẳng qua là đang sợ hãi mà thôi. Mà tâm tình sợ hãi như vậy hoàn toàn đến từ bản năng, bắt nguồn từ đạo bóng hình xinh đẹp mơ hồ không chừng ở bên người Kim Thiền Tử. Ở bên người Kim Thiền Tử, nữ tử mặc áo dài màu máu kia nhẹ nhàng lay động gót sen, thân ảnh xinh đẹp cứ giống như sương mù ngưng tụ thành, một ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đụng vào cái trán của Kim Thiền Tử chậm rãi xẹt qua. Tiền bối. Kim Thiền Tử lại cười nói, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Tiếng cười kia
bên trong nhẹ nhàng mang theo vài phần yêu kiều, mềm mại và dịu dàng, nhưng rơi vào trong tai Kim Thiền Tử lại có vẻ dị thường chói tai. Kim Thiền Tử nhận nếu như chính mình không có vết thương, cũng sẽ không sợ vị hắc xí huyết văn này. Coi như động thủ, thắng bại chia 5 năm, chính mình cũng có thể ỷ vào thần thông thoát thân. Nhưng lúc này, gã bị thần kiếm của vị thần tiên thiên đình kia chém bị thương, lại bị nữ tử bên người này chiếm được tiên cơ. Ta đã cứu ngươi. Đương nhiên. Kim Thiền Tử mỉm cười đáp lời, nhưng gã vừa dứt lời, hầu kết liền không khỏi rung động nhẹ nhẹ. Một bàn chân ngọc của Văn Tịnh đạo nhân dẫm trên thượng phiến đá trên người gã, chậm rãi cúi người, khuôn mặt đủ để chúng sinh thất vọng kia mang theo vài phần nghiền ngẫm. Nàng tới hơi gần bên mặt Kim Thiền Tử, nhẹ nhàng hít hà. Máu ngươi làm sao hôi thối như vậy, làm ta không chút muốn ăn nào. Kim Thiền Tử ngoài cười nhưng trong không cười. Đa tạ tiền bối chiếu cố, ngươi và ta cùng làm việc cho hai vị lão gia, tất nhiên không thể xảy ra nội chiến. Ồ! Thân ảnh của Văn Tịnh đạo nhân chậm rãi lóe lên, xuất hiện bên trong đầm nước khác, trong mắt phượng lộ ra khinh thường nhạt nhạt. Ok, tập này dừng đây. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.